Xin chào các bạn, hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ cho các bạn thêm một cây mai để anh em mình xem, em mình giải trí ha. Cây mai này á, thì cách đóng đóng cành nó rất là đẹp các bạn. Các bạn để ý ở dưới gốc ha, ở dưới gốc thì tuyệt đẹp rồi. Ở dưới gốc thì gốc uốn lượn, đế ra đều. Ở dưới đây các bạn, bộ đế còn rất là đẹp. Mà hiện tại đây cái mai của người bạn thân của mình á, thì bạn vẫn chưa có khui, định để Tết chơi á thì khui đẻ ra sâu sâu xíu cho đẹp. Ở đây các bạn ý ha, cành cấp 1 đây lên rất là đều, đóng rất đều. Bên đây là cành cấp 1 tiếp theo, những cành cấp 1, nói chung là cây mai này dáng tự nhiên đó các bạn, mà những cành cấp 1 nó đóng rất là đều thân. Để tạo những cây mai như vậy thì cái người trồng các bạn họ phải tốn từ khoảng 10 đến 15 năm á, họ cắt tỉa. Mình ví dụ như là những ví dụ cành từ thân đấy các bạn ha, rồi ra tới khúc này đó là họ đã phải cắt một lần để cho lúc từ này nó lại phân thành hai cặp cấp 2 đó. Dạ. từ khúc này lại họ lại cắt thêm một lần nữa ra hai cành cấp 3, vân vân. Đó, cứ một quá trình như vậy thì nó tốn rất là nhiều năm các bạn. Cây mai này thì đặc biệt là cây mai xù nữa, ở gốc nó xù các bạn. Để mình quay xa ra các bạn thấy cái dáng tổng thể của cây mai ha. Ở đây tại vì vướng cái hàng rào á, mình không quay được cái hướng bên kia cũng, của mặt bên kia cũng đẹp lắm các bạn. Nhưng mà ở đây là mặt tiền á thì đẹp nhất rồi. Để video mình chia sẻ và cây mai này mang xù các bạn ha. Mai xù thì nó chưa, phần đế nó xù mà bây giờ cái đế đang bị lắp sơ dừa với chấu rồi. Chứ phần đế ở dưới nó xù, tại vì cây mai này thì nó thuộc trong vườn các bạn. Khi mà mình với người bạn mình đào về thì cái cây mai nó xù thì xù giống nhau á. Nó rất là dễ lên xù, mình cũng không hiểu lý do vì sao nữa. Thường những cây mai thì có độ già của nó rồi nó mới lên xù các bạn, nhưng mà những cây mai này lúc đó là mình đào ba cây, bạn mình đào một cây này và giống trong vườn nó như vậy hay sao các bạn, nó hay xù lắm. Mà phần xù này á, cây này ít xù hơn những cây khác, mình sẽ có thời gian mình sẽ quay những cây khác để các bạn xem ha. Nhưng mà cái phần xù này thì nó lại nằm ở dưới đất, khi là Tết đó bạn mình và bạn mình khui lên đó, mình sẽ quay lại cây mai này cho các bạn xem ha. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video.